trường ta bất tử, từ thổ các vua hình nhiệt nước cho đến thế hệ Hồ Chí Minh hôm nay, tất cả đều gợi lên trong ký ức mỗi người dân đất Việt khí thế hào hùng của hồn thiêng sông núi. Máu đào của bao lớp cha ông đã đổ xuống để đất nước được yên bình, là con hồng cháu lạc. Mỗi người dân đất Việt luôn nhớ mãi truyền thống bất khuất, để quyết một lòng dựng xây non sông gấm vóc mãi mãi trường tồn. Yeah.
Dân ta hằng anh dũng, dân ta.